Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình Kitten Mèo VN. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay video với những bạn mèo của mình trên kênh Kitten Mèo VN của mình nhé. Và các bạn xem video thì hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh của channel của mình nha. Đây là mèo Min này. Min là một con mèo Silver. Là nó cái chất cân màu đen anh em nhá. Chân màu đen rất xinh. Thế thì con nào có quấn quýt đến chỗ con nào đi. Đi đây. Chắc được không? Chào nha. Những bạn nào con đang xuống lại bên cạnh mình. Nó xuống vào cái phần chân của mình đây. Nó tưởng mình là mẹ đúng không? Không biết là tai có cụ không, lớn lên có cụ không ta, nếu mà cụ thì đẹp. Mèo Min, mèo Moon. Các bạn có thể nhìn thấy là mình vừa mới đeo vòng cho các bạn mèo khá là xinh, cảm thấy những cái vòng cổ này rất là phù hợp với các bạn ấy luôn nha. Chơi này. Mình cũng ra chơi với bọn mèo con.